Dính cá rô khủng hoảng luôn nha các bạn. Quá trời cá rô. Má ơi cá rô trời. Đây là cá rô nhà anh Lâm nha. Sông này sông của anh Lâm. Cá rô này nó lai cái cá rô đầu vuông quá rồi, phải không? Chứ cá rô mình nó đâu có bự thế như vậy. Có đâu, tại nó dọn đẻ. Quá trời cá rô. Ngồi cho ngay cái. Chẳng đi dân sông nước mà sợ gì. Này đừng có lắc được này. Vậy lắm. Gỡ không? Tôi gỡ rồi, sẵn tôi tắm rồi. Xuống gỡ không? Cá hay gì nữa? Biển mọi đủ mẹ chết xấu chết luôn á. Xà. Má lâu quá rồi sao? Đây không đó. Đấy. Này mà đêm nay mình mưa ăn đám nhẹ nhẹ nữa, sáng gỡ xỉu luôn. Ừ, nước là lạ rồi. Lạ hả? Ừ. Coi có cá không? Ừ. Má mắc nó quá. Dạ. Hồi nãy mấy văng bây giờ văng lại nữa nha các bạn. Cá đâu. Trời trời trời. Má nó lại nó trời dưới kìa. Trời. Má. Mấy cá dính kỳ vô lắm mà. Trời ơi trời. Mẹ. 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 Cái ông đó quay ông ngồi xuống cho khỏe mình đi coi. Mày thấy tao đứng nó có lắc đâu. Ủa hai con vậy? Đúng đúng mà. Trời đất kìa. Nhóc ở trên à. Dòm lên nó động rồi nè. Cái này nắng rồi nè. Nãy tao thấy ụt là thấy nguy hiểm rồi. Trời ơi nữa kìa. Nghi ngay rồi. Biết sao không? Trong đó đang chục nữa. Ừ? Trong đó đang chục nữa. Mưa nè dọn. Chú. Không đi ra nước nước lợ không nữa. Rồi lên tắm luôn đi. Ăn cơm. Ừ. Cá đang dính đây mà đánh đi đâu. Còn hết hồng. Bự. Còn bự có nhỏ chứ. Dính vậy. Dính bự đấy, nhỏ thế hết đâu. Người ta có thằng lùn, thằng thấp, thằng cao chứ. Mọc ốm. Cá vậy thôi. Nhìn cá nó ốm mà nhìn nó quế thì chứ. Trời ơi, nó bự các bạn. Nó luôn cái gì? Kiểu này chắc mai mua 200 thước vô văn quá anh nè. Vào rồi. Còn mưa này. Để là coi thôi, đừng văn theo nguy hiểm. Nhân quả vậy nó ăn cắp. Cá này nó thâm chút xíu rồi, có rất ổn lắm. Chục con cục. Rồi nãy giờ trên cái chục con em nói giỡn vậy. Chục con rồi đó. Hơn mười mấy con rồi đó. Đó, còn nữa kìa. Lúa cái đầu lên chứ bạn. Wow. Cặp tình nhân. Yes. Nguyên một cặp tình nhân luôn. Để đi theo tôi lặn. Sáu phần nữa không ra luôn. Cá còn dài hơn cái chân tao nữa. Ủa hồi xưa cá rô nó có bự như vậy đâu. Cá biển sao không thử anh. Cái gì? Tại mình không làm gì được nó thôi. Sao không bự được. Con cá chứ. Bở gì? Chưa cá bự hơn cái này nữa chứ. Mày em nhầm trời gì? Ơi trời dính kìa. Nhất mình.
Đó đã. Cá này nếu mà câu thì giật phê luôn nha các bạn. Câu chút giật cá này là quần câu liền á. Sổ mình nhớ cái dẫn. Câu yếu yếu là mấy neo á. Trời ơi trời dính nữa. Cái này là cái bưng điền nha các bạn. Nó có một cái đường dẫn ra sông nè. Công trình đê bao quốc phòng nè. Công trình là đê bao quốc phòng. Này cái con nó có một cái đường dẫn ra sông cái bé. Cá nó vô trong này nó ở trong này nè. Ở chỗ nó ăn uống chỗ này. Mấy chồng mấy cái bài hát về miền Tây đó có mấy nó kêu cái bưng điền gì đó. Bưng biền. Bưng biền hả? Rối loạn đội hình nha. Đúng hết mọi màu. Trời ơi trời con cá kìa. Vàng kìa trời. Cái này vô đồng chấm góc luôn đó. Sọc sọc nữa không? Trời. Đẹp hơn thiệt chứ, mới chơi đâu. Chà bá luôn. Mua tới giờ mới dính bữa nay. Đó ơi con cá kìa trời. Cá ghê chứ. Cá mấy trăm gram luôn các bạn. Nhìn cái dãy nó không là phải ớn à. Để mai có mẫu ra. Tới đó hết hả? Dài dài ăn đắng rồi. Mày đừng không có mà giữ đó. Kê kê kê. Hay là mày kéo? Cá kéo hay mày kéo vậy? Vô nữa các bạn ơi. Con nhẹ nhẹ thôi. Bạo lực quá. Nhẹ cho nó đâm em hay gì? Nó bạo hành em ai chỉ kinh nghiệm. Nhẹ với nó bảo hành em. Dính cái gì đó hả ta? Lưới này lưới 7 phân. Cá này cá tiễn luôn nha các bạn. Cá này tiễn câu lạc bộ về không đó. Đủ khí không? Đủ thước tắc. Đủ thước đủ tắc đó. Lạng ở dưới nước nè. Gỡ không kịp luôn. Giống cái đợt tao mày gỡ cái bầy. Cái bầy cá mà ở cái bưng đằng kia. Mày vinh đó. Trời ơi trời. Quay với ông nội.
Đúng chết rồi nè. Cái cực nha. Cái cực trời. Hôm nay có anh Hiệp vô hơn lắm à. Anh nói rồi, ta đi rồi hơn. Đi tới đâu là cá tới đó. Quá gì dính hai con này bự luôn rồi. Trời ơi. Nào nãy ngủ nu. Quá đã. Nó như cái dồ vậy không? Lên mà chui xuống hang. Lúc gỡ này mới ghèn rồi, lúc đem lên thấy chán chết. Gỡ gì mới sướng nè. Chán cái mỏ mày chán. Nhưng ở đây dạo 3-4 cái dẫn, 4-5 cái dẫn này. Cũng dẫn rồi. Đem này đi xô ếch coi, có cá ở quá trời quận rồi, chứ quận không. Bỏ sát con né này trời, mày dám lôi tới ngoài này chơi. Nó dính trúng mà trúng khúc này nữa nè, trúng thôi. Con này mới giữ nè, mới ra nè. Ừ, trong đó đó. Còn cái bụi vậy đó. Đổi bên không á. Thiếu ăn thì xin giữ ốm mày. Có nhỏ có lớn chứ, có già có bé chứ. Gãy thì tối nay quất đám rồi xe gì. Trời một đám. Khúc này nó dính bộ gịch lưới luôn cái gì trời. Dạ. Này nó dính cái gịch lưới luôn kìa. Nó dìm lưới luôn. Đâu. Trời ơi trời. Snail luôn nghe kìa. Trong đó còn nhiều lắm. À. Hãy ta gọi. Dạ. Còn nữa tới nữa kìa. Trời, nhảy lên luôn. Hơn nhiều. Con này ký không? Hả? Này khoảng 2 ký. Cá bự bự không à. Đâm ta mày. Cá đem ra chợ người ta tưởng cá nuôi không. Ừ.
cái hiểu lầm ha. Hiểu lầm liền. Đúng là cá của anh Lâm gặm dưới sông rồi nè. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 30, 31, 32, 33, 34. Quá dữ, quá dữ. Đóng luôn trời. Trời. 2 kg nhầm nhũ luôn á. Hơn luôn á. Con nào nãy vàng vàng không à. Cũng đu cũng nặng. Ồ, đào tay mày tối nay mới biết nè.